Xin kính chào các bậc phụ huynh và các học sinh lớp 3. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 3 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 37, chủ đề chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 960 chia 3 là bao nhiêu? Bây giờ các em cẩn thận, các em đặt tính ra nháp nhé. Khi chia thì chúng ta sẽ chia lần lượt từ trái sang phải các em ạ. 9 chia 3 thì được 3, viết 3 này. 3 x 3 bằng 9, cẩn thận các em viết vào đây, thẳng số 9, sau đó mình sẽ trừ này. 9 trừ 9 bằng 0. Bây giờ các em hạ 6 xuống. 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, viết 6 thẳng 6 này. Sau đó lấy 6 trừ 6 bằng 0, hạ 0 xuống, 0 chia 3 được 0, viết 0, 0 x 3 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Đó, đây là chia đầy đủ. Thế còn chia rút gọn thì 960 chia 3 ta làm như sau. 9 chia 3 được 3, viết 3 này. 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, viết 0 thẳng số 9, hạ 6 xuống. 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0 này. Viết 0 thẳng số 6. Hạ 0 xuống. 0 chia 3 được 0, viết 0. 0 x 3 bằng 0, 0 chia 0 bằng 0. Đó, như thế này là gọi là chia rút gọn các bạn. Vậy thì kết quả của phép tính này là 320. Thầy cho chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Thương của 720 và 4 là bao nhiêu? Muốn tìm thương, tức là ở đây ta sẽ thực hiện phép tính chia nhé. Kết quả của phép chia 720 chia cho 4 ấy thì gọi là thương các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đặt tính chia ra nhá. 720 chia 4. Bây giờ thầy sẽ chia rút gọn luôn cùng các em nhé. 7 chia 4 thì được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 7 chia 4 thì bằng 3. Viết 3 thẳng vào số 7. Hạ 2 xuống thì ta được 32. 32 chia 4 thì được 8. Viết 8. 8 x 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Viết 0 thẳng với số 2. Hạ 0. 0 chia 4 được 0. Viết 0. 0 x 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Để như vậy, ta được kết quả là 180 thì nó chính là thương của cái phép chia này. Đúng không các em? Chúng ta khoanh vào đáp án A. Thầy cho chúng ta tiếp tục với lại câu số 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính này, sau đó mình sẽ đi so sánh các kết quả với nhau. Phép tính đầu tiên, 213 chia 3. 2 mà chia 3 thì được 0, nhưng mà cái kết quả đầu tiên của thương ta không ghi 0 thì ta sẽ lấy luôn là 21 các em ạ. 21 chia 3 thì ta sẽ được 7, viết 7. 7 x 3 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0, viết 0 thẳng với lại số 1. Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 x 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 0. Đấy, ta được kết quả là 71. Tiếp theo, 250 chia 5. 2 chia 5 thì được 0, nhưng mà cái kết quả đầu tiên của thương không ghi 0 đúng không các em? Ta sẽ lấy luôn là số 25 này, mình sẽ chia cho 5. 25 chia 5 thì ta sẽ được 5, viết 5. 5 x 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0. Hạ 0 xuống. 0 chia 5 được 0, viết 0. 0 x 5 bằng 0, 0 chia 0 bằng 0. Kết quả bằng 50. Phép chia tiếp theo, 524 chia 4. 5 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 2 thì ta được 12. 12 chia 4 được 3, viết 3. 3 x 4 bằng 12, 12 chia 12 bằng 0. Hạ 4 xuống. 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 4 chia 4 bằng 0. Ta được kết quả là 131. Tiếp theo là 500 chia 2. 5 chia 2 được 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4, 5 chia 4 bằng 1. Hạ 0 xuống người ta được 10. 10 chia 2 thì được 5, viết 5. 5 x 2 bằng 10, 10 chia 10 bằng 0. Hạ tiếp số 0 xuống. 0 chia 2 được 0, viết 0. 0 x 2 bằng 0, 0 chứ 0 bằng 0. Như vậy ta được kết quả là 250.
Và đề bài đang hỏi chúng ta là phép tính có kết quả nhỏ nhất, thì đây cái kết quả 50 là nhỏ nhất các em ạ. Chúng mình khoanh vào đáp án B nhé. Tiếp theo là câu số 4. Phép tính có số dư lớn nhất là phép tính nào ở đây? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ lại đi đặt tính, sau đó mình sẽ đi tìm số dư. 845 chia 7. 8 chia 7 được 1 với 1. 1 nhân 7 bằng 7, 8 chia 7 bằng 1. Hạ 4 thì ta được 14. 14 chia 7 được 2. Viết 2. 2 nhân 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 7 được 0. Viết 0. 0 nhân 7 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5. Như vậy phép chia này sau khi hạ xong hết, chia xong thì vẫn còn dư mấy nhỉ? À, vẫn còn dư 5. Đây, chúng ta sẽ ghi đây là dư 5 nhé. Đây, mình sẽ ghi số dư ở đây thôi. Kết quả là 120 rồi. Chúng ta ghi số dư để lát nữa mình sẽ so sánh. Tiếp đến là 566 chia 4. 5 chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4. 5 chia 4 bằng 1. Hạ 6 thì ta được 16. 16 chia 4 thì được 4 viết 4. 4 x 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4. 6 chia 4 thì bằng 2. Như vậy số dư ở đây là bằng 2. Phép chia tiếp theo 124 chia 3. 1 không chia được 3 rồi, ta sẽ lấy 12 chia 3 các em ạ. 12 chia 3 thì được 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 4 xuống. 4 chia 3 được 1 viết 1. 1 x 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, phép chia này có dư 1. Phép chia cuối cùng nào. 243 chia 6. 2 không chia được 6 rồi, ta sẽ lấy 24 chia 6 thì sẽ bằng 4 viết 4. 4 x 6 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 6 được 0 viết 0. 0 x 6 bằng 0, 3 chia 0 bằng 3, như vậy nó còn dư 3. Và đề bài đang hỏi chúng ta là phép tính có số dư lớn nhất thì đó chính là phép tính ở đáp án A. 845 chia 7 thì ta sẽ được thương là 120 và còn dư 5. Chúng ta cùng tiếp tục với lại câu trắc nghiệm số 5. Các quả cam có cân nặng bằng nhau như bức tranh. Quả dứa cân nặng 600g, vậy cân nặng của mỗi quả cam là bao nhiêu gam? Quả dứa cân nặng là 600g. Chúng ta cùng đếm xem có mấy quả cam nhé. 1, 2, 3, 4. Như vậy 4 quả cam này mới nặng bằng 1 quả dứa các em ạ. Vậy để ra được 1 quả cam thì ta sẽ lấy cân nặng quả dứa chúng ta chia 4 thôi, đúng không em? Tức là 600 mình chia 4. 6 chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4, 6 chia 4 bằng 2. Hạ 0 thì ta được 20. 20 chia 4 được 5 viết 5. 5 x 4 bằng 20, 20 trừ 20 bằng 0. Hạ 0 xuống. 0 chia 4 được 0 viết 0. 0 x 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. À, như vậy ta được kết quả là 150. Vậy thì mỗi quả cam sẽ cân nặng là 150g. Chúng mình khoanh vào đáp án D. Thầy cho chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 đó là điền đúng sai. Ở đây các phép tính này đã đặt tính chia rồi, đã ra kết quả rồi. Thì việc của chúng ta là hãy xem là việc đặt tính đúng chưa và cách thực hiện đúng chưa nhé. 624 chia 3 thì thực hiện từ trái sang phải. 6 chia 3 được 2 viết 2 này. 2 x 3 bằng 6. 6 thẳng với 6 rồi này. Ta lại trừ này. 6 trừ 6 bằng 0 này. Rồi này. Hạ 2 xuống. 2 chia 3 được 0 viết 0. Đúng rồi này. 0 x 3 bằng 0 rồi này. 2 trừ 0 bằng 2. Đúng. Hạ 4 ta được 24. 24 mà chia 3 được 8 viết 8. 8 x 3 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Cái số 0 thẳng với lại cái số 4 này các em ạ. Như vậy phép chia đầu tiên là đặt tính và thực hiện đúng rồi. Tiếp theo 270 chia 3. 2 không chia được 3, ta sẽ lấy 27 rồi. 27 chia 3 được 9. Đúng. 9 x 3 bằng 27. 27 trừ 27 bằng 0. Chúng ta viết một số 0 thôi, thẳng với số 7. Hạ 0 xuống. 0 chia 3 được 0 viết 0. 0 x 3 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Thì cái này lại đúng rồi. Phép chia tiếp theo 728 chia 4.
7 chia 4 được 1, đúng. 1 x 4 bằng 4, đúng. 7 chia 4 được bằng 3, đúng. Hạ 2 thì ta được 32. 32 chia 4 được 8, đúng. 8 x 4 bằng 32. 32 ở đây thì chúng ta phải viết số 2 thẳng số 2, số 3 thẳng số 3, như thế này là viết là không thẳng cột rồi, như thế này là sai các em ạ. Đấy, sai ngay ở bước này đúng không các em? Sai. Chúng ta điền chữ S. Phép chia tiếp theo. 631 chia 3. 6 chia 3 được 2. Viết 2. Đúng rồi. 23 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0, đúng. Hạ 3. 3 chia 3 được 1. Viết 1 đúng. 1 x 3 bằng 3. 3 chia 3 bằng 0 đúng. Hạ 1. Đã hạ là phải chia. Ở đây chúng ta thấy rằng là trong đề bài là không chia tiếp thì như thế này là sai. Đáng lẽ ra chúng ta lại phải lấy 1 chia tiếp cho 3 đúng không các em? Như thế này là sai rồi. Nhớ cho thầy nhé. Đã hạ xuống là phải chia các em ạ. Vậy là chúng ta đã xong bài số 1. Tiếp theo thầy cho chúng ta đến với bài tự luận 2. Tính. Ở đây có các phép chia này, mình sẽ đặt tính theo cái phần đặt tính của đề bài nhé. À, chúng ta đặt tính là 912 chia 3. Thì mình sẽ thực hiện chia từ trái sang phải này. 9 chia 3 được 3, viết 3. Sau đó mình lại nhân lên này. 3 x 3 bằng 9 thì cái số 9 thẳng với số 9 các em ạ. Bây giờ mình trừ này. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0 thẳng với số 9. Hạ 1 xuống. Đã hạ là phải chia các em ạ. 1 chia 3 được 0, viết 0. 0 x 3 bằng 0, viết 0 thẳng với số 1. Bây giờ mình sẽ lấy 1 trừ đi 0 bằng 1. Hạ 2 xuống thì ta sẽ được 12. 12 chia 3 được 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phép chia này. Và cuối cùng mình sẽ kết luận theo yêu cầu của đề bài. Đó là vậy 912 chia 3 thì sẽ bằng là 304. Hãy tương tự với các phép chia tiếp theo. 848 chia 4. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8 này, viết 8 thẳng với số 8. Bây giờ mình trừ. 8 chia 8 bằng 0, viết 0 thẳng số 8. Hạ 4 xuống. Đã hạ là phải chia các em ạ. 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8 xuống. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 8 trừ 8 bằng 0. Rồi sau khi hạ xong hết, chia xong hết thì ta thấy số dư bằng 0, thì tức là đây là phép chia hết các em ạ. Vậy 848 chia 4 ta sẽ được thương là 212. Phép chia tiếp theo. 927 chia 9. Chúng ta chia từ trái sang phải nào. 9 chia 9 được 1, viết 1. 1 x 9 bằng 9, viết 9 thẳng với số 9. Sau đó mình trừ này. 9 chia 9 bằng 0, viết 0 thẳng số 9. Bây giờ mình hạ 2. Các em nhớ nhé, đã hạ là phải chia các em ạ. 2 chia 9 được 0, viết 0. 0 x 9 bằng 0, viết 0 thẳng với số 2. 2 trừ 0 bằng 2, thẳng với số 0. Hạ 7 xuống thì lúc này mình sẽ được số 27. 27 chia 9 thì được 3, viết 3. 3 x 9 bằng 27. Số 7 thẳng số 7, số 2 thẳng số 2. Các em nhớ phải viết thẳng nhau nhé. Bây giờ lấy 27 trừ 27 thì bằng 0. Rồi, số dư bằng 0 thì đây cũng là phép chia hết rồi. 927 chia 9 ta sẽ được thương là 103. Rồi, mình đã xong bài số 2. Tiếp theo là bài 3, đặt tính rồi tính. Thì các em cũng tương tự như bài 2 đấy. Chúng ta sẽ chia đầy đủ ra, sau đó mình sẽ tìm xem là thương là bao nhiêu và có số dư là bằng bao nhiêu. Phép tính đầu tiên đó là 969 chia 6. 9 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, viết 6 thẳng với số 9 ở hàng trăm này các em này. Bây giờ mình sẽ lấy 9 trừ 6. 9 trừ 6 thì còn 3. Bây giờ mình hạ 6 xuống, ta được số 36. 36 chia 6 được 6, viết 6 này. 6 x 6 bằng 36. 6 thẳng 6, 3 thẳng 3. Bây giờ mình lại trừ tiếp này. 36 trừ 36 bằng 0. Số 0 thẳng số 6 các em ạ. Giờ hạ 9 xuống.
9 chia 6 được 1 với 1. 1 x 6 bằng 6 thẳng với số 9. Bây giờ mình sẽ lấy 9 trừ đi 6 thì còn 3. Sau khi hạ xong hết rồi kìa bạn, hạ đến số đơn vị chia rồi mà vẫn còn dư 3 thì tức là đây là phép chia có dư nhé. Vậy thì mình sẽ biết là 969 chia 6 ta được thương là 161 và còn dư 3. Đó, các em đã hiểu cách làm chưa nào? Tương tự với phép chia thứ hai, 985 chia 7. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện với thầy nhé. Chúng ta chia từ trái sang phải nào. Tức là mình sẽ thực hiện lấy hàng trăm chia trước em ạ. 9 chia 7 được 1 viết 1. Sau đó mình lại nhân lên. 1 x 7 bằng 7. Số 7 viết thẳng với lại số 9. Bây giờ mình lại trừ. 9 trừ 7 thì còn 2 này. Mình viết 2 thẳng với số 7. Hạ 8 xuống người ta được 28. 28 chia 7 thì được 4 viết 4. Ta lại nhân lên. 4 x 7 bằng 28. Viết 2 thẳng 2, 8 thẳng 8 các em ạ. Bây giờ mình lại trừ. 28 trừ 28 bằng 0. Viết một số 0 thôi các em ạ. Số 0 thẳng số 8. Hạ 5. 5 chia 7 được 0. Viết 0 này. 0 x 7 bằng 0. Rồi 5 trừ đi 0 thì bằng 5. Sau khi hạ hết rồi, hạ xong số đơn vị rồi mà chia xong vẫn còn dư thì đây là phép chia có dư các em ạ. Vậy thì 985 chia 7 ta sẽ được thương là 140 và còn dư 5. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phép chia 874 chia 4. 8 chia 4 thì được mấy nhỉ? À, 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8. 8 thẳng với 8 này. Sau mình lại trừ. 8 trừ 8 bằng 0 này. Viết 0 thẳng số 8, hạ 7 xuống. 7 chia 4 thì được 1, viết 1 này. 1 x 4 thì bằng mấy nhỉ? À, 4 x 4 bằng 4, viết 4 thẳng với số 7. Bây giờ mình lại trừ. 7 trừ 4 thì còn 3. Bây giờ các em hạ 4 xuống người ta sẽ được số 34. 34 chia 4 thì được 8. Viết 8. 8 x 4 bằng 32. Bây giờ mình sẽ lấy 34 trừ 32 thì còn 2, số 2 thẳng với số 2 nhé. À, như vậy thì sau khi hạ đến số đơn vị rồi mà chia xong vẫn còn dư 2 thì đây là phép chia có dư. 874 chia 4 ta được thương là 218. Và còn dư mấy em nhỉ? À, và còn dư 2. Chúng ta đã xong bài tự luận số 3 rồi. Thầy cho chúng ta cùng tiếp tục với lại bài tự luận 4 em nhé. Đề bài yêu cầu là chúng mình là tính nhẩm. Tính nhẩm là chúng ta không phải đặt tính gì cả các em ạ, tính nhẩm thôi. 600 chia 3 thì thầy hướng dẫn các em viết ra nháp này. 600 chia 3. Bây giờ mình sẽ nhẩm như thế nào? Mình sẽ nhẩm là 600, mình viết từ trăm như thế này này. Đó, chia 3. Bây giờ 6 chia 3 được mấy các em? À, 6 chia 3 thì được 2, mình nhẩm được rất là dễ rồi. Như vậy thì 600 chia 3 sẽ là bằng 200. Đó, các em đã hiểu cách nhẩm chưa nào? 600 chia 3 thì bằng 200. Mình sẽ viết là số 200 nhé các em. Đây, các em viết kết quả là cái số 200 như thế này này. Đó, viết cụ thể ra. Số 2 rồi viết thêm 2 chữ số 0 nữa. Tiếp theo mình sẽ nhẩm là 800 chia 2 bằng 400. Mình sẽ viết là 400. Tiếp theo là 700 chia 7 thì sẽ là 100. 900 chia 3 thì sẽ bằng 300. 400 chia 2 thì sẽ là 200. 500 chia 5 thì sẽ bằng 100. À, rất nhanh, mình đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo là bài số 5. Đề bài như sau. Anh Sơn chia đều 250kg khoai lang vừa thu hoạch được vào 5 bao tải và mang 3 bao tải ra chợ bán. Hỏi, anh Sơn mang ra chợ bán bao nhiêu kg khoai lang? Ở đây trước hết đó là chúng ta sẽ đi biểu diễn ra nháp. Có 5 bao tải này. Anh Sơn lúc đầu là 5 bao tải này. Thì tất cả 5 bao tải này thì sẽ là tổng 5 bao tải là sẽ là bao nhiêu kg các em? Là 250kg. Đó, như vậy thì mình sẽ phải đặt câu hỏi là mỗi một bao tải này là có bao nhiêu kg, đúng không các em? Vậy thì cái bước 1 này thì các em phải tính được xem là mỗi bao tải thì là có bao nhiêu kg khoai lang, đúng không? Mỗi bao tải. Thế bây giờ ở bước 2 thì anh mang ra chợ bán 3 bao tải thì mình sẽ tính được cả 3 bao là bao nhiêu, đúng không?
tính số kg khoai lang ở 3 bao tải. Các em đã hiểu ý tưởng làm chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai vào phần lời văn. Đầu tiên, mình sẽ tính cho thầy là mỗi bao tải thì đựng bao nhiêu. Ta sẽ lấy 250 này, mình sẽ chia đều cho 5, đúng không nào? Mình sẽ có lời văn. Số kg khoai lang mỗi bao tải có là, ta sẽ lấy 250 này, chúng ta chia 5. Em đặt tính ra nhé, thì ta sẽ được kết quả là 50 và đơn vị là kg. Thế bây giờ mỗi bao chúng ta có rồi, 3 bao thì mình sẽ tính được là 50, chúng ta nhân với 3 lần nên là xong. Mình sẽ có lời văn. Số kg khoai lang anh Sơn mang ra chợ bán là, mỗi bao là có 50 kg này, 3 bao chúng ta sẽ nhân với lại 3 lần lên. 50 x 3 thì ta sẽ được là 150, đơn vị là kg. Đáp số mình sẽ ghi là 150 kg khoai lang. Mình đã xong bài số 5 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 6, đề bài như sau. Xóm An Bình vừa nhận được 4 bao gạo do nhà nước hỗ trợ, mỗi bao có 60 kg gạo. Bác trưởng xóm chia đều toàn bộ số gạo đó cho 8 gia đình trong xóm, hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu kg gạo. Cái bài này có 2 bước các em ạ. Bây giờ mình sẽ phải tính xem là 4 bao này thì tất cả là có bao nhiêu kg gạo. Chúng mình biết rằng là mỗi bao thì đựng 60 kg đúng không? Thầy sẽ viết là 60 như thế này. Vậy thì 4 bao phép tính sẽ là 60, chúng ta nhân với 4 lần lên thì mình sẽ ra được là tất cả số gạo mà xóm nhận được, đúng không nào em? Sau đó mình sẽ lấy tất cả số gạo, mình sẽ chia đều cho 8, đúng không? 8 gia đình. Bây giờ mình sẽ có lời văn ở bước 1. Số kg gạo xóm An Bình vừa nhận được là, mỗi bao là 60 kg, 4 bao ta sẽ nhân với 4 lần lên. Ta sẽ được kết quả là 240 đơn vị là kg. Em nhầm hoặc là em tự đặt tính ra nhé. Và sau đó, số kg gạo mỗi gia đình nhận được là, toàn bộ số gạo này chia đều cho 8 gia đình thì mình sẽ lấy là 240 này, mình chia cho 8 các em ạ. Em tự đặt tính chia nhé, thì ta được kết quả là bằng 30 đơn vị kg. Đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 30 kg gạo. Như vậy là chúng ta đã làm xong bài số 6, kết thúc bài tập hàng ngày số 37 rồi. Thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video bài tập hàng ngày tiếp theo nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.